Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Nguyên cho biết, đây là trận lũ có diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng từ mưa lớn cục bộ và vận hành điều tiết các hồ chứa phía thượng lưu, do vậy làm gia tăng mức độ ngập lụt ven sông kéo dài, có nguy cơ sạt lở bờ sông đê bao gây ngập úng vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven các sông suối và những điểm sung yếu như bờ ta lui cao, bãi thải. Đài khí tượng thủy văn Thanh Nguyên cảnh báo và đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3. Lực lượng chức năng cho biết thành phố Phổ Yên, thành phố Thanh Nguyên, huyện Đông Hỷ, Phú Bình xảy ra ngập úng nước lũ dâng cao, thời gian ngập từ 12 đến 24 giờ, có nơi thời gian ngập úng lâu hơn. Trên mạng xã hội, Người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu tìm những xuồng cứu sinh phao nước uống, đèn pin và thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao, không thể tự di tản. Cũng trên mạng xã hội, nhiều người dân và tổ chức hướng dẫn người dân gặp khó khăn, đồng thời chia sẻ những vật dụng còn đang thiếu. Một cán bộ công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp tham gia cứu trợ cũng cho biết chính quyền đã huy động toàn bộ nhân lực địa phương để giúp dân. Tuy nhiên, khu vực ngập lụt trên diện rộng, nhân lực mỏng, nước lũ lên nhanh và chảy xiết nên rất khó tiếp cận đội cứu hộ phải phân loại các cuộc gọi cầu cứu. Nơi nào nguy cấp hơn, nhiều người già và trẻ nhỏ hơn thì được ưu tiên. Được biết lương thực thực phẩm tiếp tế, có rất nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, cái khó nhất lại là đưa được đến với bà con và đón được họ ra ngoài. Địa phương cần nhất bây giờ là cano, xuồng máy, đèn pin và sạc dự phòng để tiếp tế cho bà con. Theo thống kê trong ngày 9 tháng 9, trên 3.000 hộ tại 22 xã phường của thành phố đã bị ngập úng cô lập lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ đến nơi an toàn. Tối ngày 9 tháng 9, mạng xã hội lan truyền thông tin những lái đò ở chủ Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội mang đò đi ứng cứu người dân vùng lũ, ngập úng tại thành phố Thanh Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bài đăng chia sẻ hình ảnh biến đò với hàng trăm chiếc xuồng đò kèm nội dung, bà con chủ Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội huy động mọi xuồng đò để đến vùng lũ Thái Nguyên, hỗ trợ ngay trong đêm đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều hộ gia đình có đò tại xã Hương Sơn cũng muốn giúp đỡ bà con vùng lũ nhưng chưa dám mang số lượng lớn vì còn lo ngại về quá trình vận chuyển cũng như sự an toàn khi di chuyển trên xuồng. Liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo xã Hương Sơn, Mỹ Đức Hà Nội cho biết, trước diễn biến lũ dâng cao, ngập úng nghiêm trọng tại thành phố Thanh Nguyên, một số người là chủ xe cứu hộ đã kết nối với những chủ đò ở chủ Hương để đưa thuyền đến thành phố Thanh Nguyên hỗ trợ người dân. Đây là hoạt động cá nhân không qua tổ chức hay chính quyền hiện đã có 4 ô tô chở 12 thuyền lên đường đi Thái Nguyên. Trong trường hợp có sự chỉ đạo của thành phố, huyện hay ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân luôn sẵn sàng huy động đò hỗ trợ vùng lũ. Lãnh đạo xã Hương Sơn nói và cho biết, toàn bộ xã Hương Sơn nếu huy động tất cả có khoảng 4.000 xuồng đò, nếu mang lên phục vụ bà con, phục vụ lực lượng chức năng để ứng cứu kịp thời thì rất tốt vì đò tại chủ Hương chủ yếu là trèo tay nên cơ động có thể luôn lách được vào các khu ngõ vào tận nhà dân. Thông tin thêm với phóng viên, Lãnh đạo hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương cho biết, sáng ngày 10 tháng 9, đơn vị này sẽ lấy ý kiến rộng rãi về việc điều động xuồng để hỗ trợ các địa phương bị ngập lụt. Tính đến 20 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích. Theo ông Đào Nguyên Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nguyên bình trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở trong đó ba điểm sạt lở có người tử vong bị thương và mất tích gồm xóm khuổi ngoạ xóm lũng lì xã ca thành xóm lũng súng xã yên lạc tuy nhiên đến nay lực lượng cứu hộ chỉ tiếp cận được hai điểm khuổi ngoạ và lũng lì còn tại điểm xóm lũng súng xã yên lạc hiện chưa thể tiếp cận được do khối lượng đất đá bị sạt lở lớn bị cô lập khiến các lực lượng chức năng khó khăn hơn trong công tác cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, yêu cầu lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ dân trong diện nguy cơ sạt lở, nhanh chóng kịp thời thông tuyến tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng thông báo cảnh báo các vị trí nguy hiểm để mạnh khuyến cáo thông tin về nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra để hạn chế người và các phương tiện tham gia giao thông khi không cần thiết, thông báo cho người dân biết khu vực có nguy cơ sạt lở để di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn. Hiện nay, tình hình cứu hộ cứu nạn vẫn còn rất nhiều khó khăn, tuyến đường Quốc lộ 34 từ thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Có hàng chục điểm sạt lở tắc đường, nên rất khó đưa máy móc phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc khẩn trương cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Theo công điện, bão số 3 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, gây thiệt hại to lớn về tính mạng tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để nhanh chóng ổn định sản xuất cuộc sống của người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập. Người dân thiếu lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 100 tấn mỗi bộ từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Chú ý không để xảy ra tiêu cực tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu đồng chí Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực thực phẩm nước sạch. Từ đó, tổ chức cấp phát lương thực thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân. Ra soát khẩn trương sửa chữa khôi phục trường lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa bão lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh.